Chào các bạn đến với kênh Cơm Tiệm TV. Hôm nay mình làm món hột vịt lộn xào me. Với cách làm như thế này thì hột vịt lộn nó không có bể và ăn không có tanh nha các bạn. Mình làm thấy ngon, mình chia sẻ cho các bạn cùng làm. Và các bạn làm cho người thân mình dùng nha các bạn. Và nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình một like và một đăng ký nha các bạn. Rồi để làm món hột vịt lộn xào me thì chúng ta cần những nguyên liệu như sau. Để làm món hột vịt lộn xào me ta cần những nguyên liệu như sau. Ta cần 10 trứng hột vịt lộn to, nhưng mà con vừa thôi, không lớn lắm nha các bạn. Và một ít bột năng, hạt nêm, đậu phộng rang, đường và một ít màu điều, rau găm và nước cốt me, hành, tỏi. Chúng ta luộc hột vịt lộn, chúng ta bỏ một ít gừng vô cho nó thơm. Rồi, chúng ta dùng cái vợt ta đập hột vịt lộn để cho nó gõ cái nước xuống rồi các bạn. Cho nó gáo, đợi hồi chúng ta tẩm bột cái hột vịt lộn. Phần nước rồi chúng ta dùng nước sốt rồi các bạn. Chúng ta tách cho nó khéo, đừng cho nó bể. Nó còn nguyên nha các bạn. Còn không lớn lắm cũng không nhỏ lắm nha các bạn. Mới ngon. Ta dùng với gây thì chúng ta lấy được cái nước của hột vịt lộn nó mới ngon các bạn. Ta lượm cái phần đầu bể ra các bạn để hồi chúng ta ăn nó sảm. Đây, một phần nước vịt lộn đó các bạn. Mà chúng ta làm nước sốt ha các bạn. Giờ chúng ta tẩm bột hột vịt lộn nha các bạn. Ta áo một lớp bột mỏng nha các bạn. Rồi chúng ta chiên, ta giữ được cái hột vịt lộn. Nó không có bể nha các bạn. Giờ chúng ta tẩm bột xong hết rồi các bạn. Giờ cái phần nước hột vịt lộn chúng ta làm một sốt rồi các bạn. Cho phần nước cốt me vào cái tô. Cho hạt nêm vào các bạn, một muỗng rưỡi hạt nêm. Năm muỗng đường các bạn. Năm muỗng bằng đây các bạn, đừng dùng quá. Và một ít dầu điều các bạn, cho nó có màu đẹp một xíu các bạn. Rồi chúng ta quậy đều lên. Rồi chúng ta bắt cái chảo, ta chiên hột vịt lộn các bạn. Cho dầu nóng vô. Dầu nóng thì ta thả hột vịt lộn vô các bạn. Ta chiên sơ. Cho nó giữ hột vịt lộn được, nó còn nguyên hột vịt lộn các bạn. Chúng ta chiên không được vàng lắm các bạn. Chiên cho lẹ, ta vớt ra. Hơi vàng vàng chúng ta vớt nha các bạn, đừng để lâu quá nó cứng hột vịt lộn nó không ngon. Và chúng ta làm nước sốt, cho một ít dầu vô cái chảo, cho hành, tỏi và cho phi cho nó thơm.
Hành chúng ta không băm nhuyễn hành nó không ngon các bạn. Hành chúng ta sắc lát lát cho nó mới ngon. Tô phi cho nó vàng, chúng ta mới cho nước me vào các bạn. Rồi nó vàng các bạn, chúng ta cho tô nước me nãy chúng ta pha với gia vị các bạn. Chúng ta khuấy cho nó đều lên các bạn. Rồi cho lửa lớn cho nó sánh lại các bạn. Cho nó sánh nó vàng rất là ngon các bạn. Khi nào nó kẹo chúng ta mới cho hột vịt lộn vào các bạn. Nó sần sệt đó, chúng ta cho hột vịt lộn vào nó không có gã. Rồi nó sần sệt rồi các bạn, nó cho hột vịt lộn vào các bạn. Các bạn thấy không? Rất là ngon, nó không có bể hột vịt lộn các bạn. Và nó không có tanh. Rồi, xong rồi các bạn chúng ta cho ra dĩa. Rồi, chúng ta đổ ra dĩa chúng ta trang trí. Bạn thấy rất là ngon, sánh nó sần sệt chứ rất là ngon. Nó không có bể hột vịt lộn các bạn. Còn giữ nguyên rất là ngon. Ta trang trí một ít cơm găm lên các bạn. Cơm găm. Và chúng ta rải một ít đậu phộng lên các bạn. Món vịt lộn xào me này chúng ta rải đậu phộng nhiều nó mới ngon các bạn. Rất là ngon các bạn, hấp dẫn. Các bạn nhớ làm cho người thân mình dùng vào dịp cuối tuần rồi các bạn. Rất là ngon. Các bạn làm nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng làm nha các bạn. Bạn thấy không? Cái nước me đó, nó sần sệt rất là ngon. Mình làm thấy ngon, mình chia sẻ các bạn cùng làm. Các bạn nhớ chia sẻ người khác cùng làm các bạn. Để mình sáng một chiếc vịt lộn cho bạn xem, đựng đỏ rất là dẻ. Rất là ngon các bạn. Các bạn thấy hữu ích, các bạn cho mình một like và một đăng ký nha các bạn.